Chương trình tạp chí sức khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào quý vị. Ở số phát sóng kỳ trước, chúng ta đã nói với nhau về những nỗi đau. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với tôi rằng trong vô vàn thứ khiến con người cảm thấy đau khổ, mất mát, hẳn ít nhất một phút giây nào đó, ta phải dùng tới việc khóc để vơi bớt những cảm xúc tiêu cực này. Tất nhiên là ai cũng sẽ nghĩ khóc lóc hẳn phải gắn với nỗi buồn. Thế nhưng, khoa học đã chứng minh rằng khóc cũng là một cách để mang đến niềm vui. Và nếu quý vị hẳn còn đang hoài nghi về điều này thì hãy đến ngay với chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau đây. Thưa quý vị, trong một công bố đăng trên tạp chí chuyên ngành, tiến sĩ Atin Gohot, giáo sư tâm lý học lâm sàng tại Đại học Tilburg của Hà Lan, đã đưa ra hai giả thuyết về việc khóc của con người. Thứ nhất, đó là phản ứng tự nhiên giúp cơ thể phục hồi sau những tổn thương. Thứ hai, nó là thứ tín hiệu quan trọng gợi ý sự giúp đỡ hoặc để ngăn ngừa hành vi hung hăng. Để lý giải điều này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên các tình nguyện viên sau khi cho họ xem hai bộ phim cảm động. Ở nhóm không khóc, hầu như không có thay đổi gì về tâm trạng. Trong khi với nhóm khóc, lúc đầu tâm trạng của họ cực tệ, nhưng dần dần mọi thứ được cân bằng và thậm chí sau đó còn tốt hơn thời điểm trước khi phim khởi chiếu. Từ một góc độ y học khác, việc khóc giúp kích thích hệ thần kinh giao cảm. Đồng thời, nước mắt góp phần giải phóng các hoạt chất làm giảm buồn chán, lo âu. Điều này lý giải lý do vì sao sau khi khóc, ta cảm thấy phấn chấn, tinh thần thoải mái hơn. Tuy nhiên, tâm trạng thay đổi sau khi khóc cũng chịu tác động mạnh bởi các yếu tố xã hội và văn hóa. Cho nên, nếu bạn cảm thấy khóc là đáng xấu hổ hay dấu hiệu của sự yếu đuối, nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc tích cực hay tiêu cực của bạn sau khi khóc. Thú vị là, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng khóc không chỉ là một trạng thái tâm lý mà đôi khi nó còn là những giọt nước mắt phản xạ trước các hiện tượng tự nhiên hay đơn giản là lớp màng mỏng để bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và các vật thể nhỏ. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin kỹ hơn về chủ đề này trong các số phát sóng tiếp theo. Thưa quý vị, khép lại câu chuyện về những giọt nước mắt trong phần tiếp theo của tạp chí Sức khỏe ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của những người thực hiện chương trình với chuyên gia để có một cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về việc nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Xin được kết nối với chị Mỹ Đại. Xin chào chị Mỹ Hạnh và các khán giả của chương trình. Thưa quý vị, có lẽ không cần phải nói thêm nữa về lợi ích của sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu. Và điều này không chỉ mang tới nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ mà còn tốt cho sức khỏe của người phụ nữ. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, thay vì cho con bú trực tiếp, nhiều bà mẹ lại áp dụng phương pháp hút sữa, trữ lạnh rồi cho bé bú dần. Liệu đây có phải là một cách hiệu quả? Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với chuyên gia để có câu trả lời. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Lan. Chào Mỹ Đại. Xin chào bác sĩ. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ ai cũng biết. Nhưng hiện nay vì một số lý do, một số các mẹ bầu đã không cho con bú trực tiếp mà vắt sữa rồi cho bú bình. Không biết có bảo đảm được chất dinh dưỡng mà. Thì chúng ta thấy rằng là như bất cứ những loại thực phẩm nào, khi mà chúng ta trữ lạnh thì đương nhiên là các cái thành phần dinh dưỡng nó sẽ bị biến chất và nó bị thay đổi và mất đi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì một cái điều rất là quan trọng đó là cái kháng thể trong sữa mẹ. Cái sữa mẹ thì nó quý giá hơn tất cả các loại sữa khác là cái kháng thể. Nó giúp cho mẹ có thể đưa cái kháng thể của mình để truyền cho em bé, giúp cho em bé được bảo vệ, chống khỏi những bệnh tật trong những cái tháng đầu đời. Thế thì khi mà chúng ta trữ trong tủ lạnh thì cái lượng kháng thể nó mất đi rất là nhiều. Thưa bác sĩ, ngoài lợi ích về mặt dinh dưỡng cho bé bú trực tiếp, còn có những ưu điểm gì vượt trội không ạ? Bé bú mẹ thì cái núm vú của mẹ nó sẽ giúp cho bé có thể có một cái sự phát triển rất là tốt về cái cơ xương của cái vùng hàm mặt, thì bé sẽ đẹp hơn, được phát triển cân đối hơn, thì em giúp cho em bé có cái tiếng nói tốt hơn, phát âm chuẩn hơn. Ngoài ra ấy, thì
nó còn có thể được tạo thêm nhiều kháng thể nữa. Và những cái kháng thể này nó sẽ giúp cho em bé là chống được những cái bất thường của mình hoặc những cái bệnh lý của mình. Thế thì bên cạnh đó thì nó về mặt là tình cảm. Thì rõ ràng là nếu mà ai đã từng làm mẹ thì sẽ cảm nhận rất là rõ ràng. Khi mà mình đi làm về mệt mỏi, mình ôm bé vào lòng và mình cho bé bú, thì mình sẽ có một cái cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Và có thể nói là những cái mệt nhọc nó tan biến hết, làm cho người mẹ giảm hết được những cái sự căng thẳng, mệt nhọc, giúp cho mình mẹ cảm thấy yêu thương và hạnh phúc. Và đặc biệt là đối với bé thì bé được mẹ ôm ấp như vậy thì bé cũng sẽ cảm thấy có một cái tình cảm rất là rõ ràng, tránh được những cái vấn đề về mặt những cái bệnh lý về tâm lý, tâm thần sau này. Mẹ thì đỡ bị trầm cảm sau sinh, mà con thì có thể là giảm được cái nguy cơ là bị tự kỷ sau này. Thêm một cái điều nữa là cái việc mà em bé bú và mút vào cái đầu sữa mẹ ấy, thì bầu bú mẹ nó sẽ giúp cho kích thích một cái tuyến, một cái nội tiết mà giúp cho tiết sữa nhiều hơn nữa. Không biết là trong trường hợp nào thì nên cần vắt sữa và cho bé bú bình ạ? Nãy giờ chúng ta nói rằng là cái việc mà bú trực tiếp là tốt, bú mẹ trực tiếp là tốt hơn rất là nhiều so với việc là vắt sữa và chữ lạnh. Tuy nhiên thì không phải là vắt sữa chữ lạnh là không được hoặc là hoặc là mình nó sẽ tai hại, không phải. Mà rõ ràng sữa mẹ dù là nó là chữ lạnh đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn những cái loại sữa công thức khác. Cho nên nó vẫn là quý giá. Vì vậy trong những một số trường hợp mà vì một lý do nào đấy mẹ không thể cho bé bú được thì chúng ta vẫn nên là vắt sữa và chữ. Cụ thể ví dụ như là trong trường hợp mà mẹ và bé phải vì lý do bệnh tật phải bị cách ly, mẹ bị những cái bất thường ở núm vú. Ví dụ như là mẹ đi làm thì cũng không phải là lúc nào cũng ở với bé được suốt. Thì trong trường hợp đó thì mẹ vẫn nên là hút sữa ra. Ví dụ như là lúc mà mình ở cơ quan thì mình không cho bé bú được, thì mình hút sữa và chữa ở trong tủ lạnh rồi đem về. Mình đi làm thì bé lại có cái sữa đó để mà bú ở nhà. Nhưng mà khi mà về nhà rồi thì cũng phải tranh thủ cho bé bú mẹ trực tiếp. Chứ không phải là mình vắt sữa ở cơ quan rồi về nhà mình lại vắt sữa tiếp. Thì cho lại trong cái khi mà mình về nhà thì mình vẫn phải là cho bé bú trực tiếp. Sau đó thì cái sữa mà mình vắt thì mình để dành đến ngày hôm sau. Thế còn một cái trường hợp nữa mà nên chữ sữa nữa, tức là trường hợp mà mẹ bị dư sữa. Tức là trong trường hợp mà mẹ dư sữa ấy, thì nếu chúng ta không có hút cái sữa ra mà chúng ta cứ để cái sữa ở trong bầu vú thì nó sẽ có một cái tín hiệu lên não rằng là sữa đang bị dư, và não sẽ tiết ra một cái chất nội tiết để làm cho cái giảm tiết sữa lại. Thì như vậy là sữa nó sẽ dần dần nó ít đi. Cho nên rằng là nếu mà mẹ mà nhiều sữa thì vẫn cứ hút cái sữa dư ra và cất trữ. Bởi vì là theo thời gian thì những tháng đầu thì nhiều sữa, nhưng mà những tháng sau có thể sữa nó giảm. Thì lúc đấy mình sẽ có thể sử dụng được, vì hiện nay có những cái dụng cụ để có thể trữ sữa được. Thì đấy là những cái trường hợp mà mình có thể là có chấp nhận cái chuyện là hút sữa ra và trữ trong tủ lạnh. Xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị vừa theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bác sĩ Ngọc Lan xoay quanh việc nuôi con bằng sữa mẹ. Mong rằng các chị em phụ nữ, nhất là bà mẹ trong và sau thai kỳ đã có những thông tin cần thiết cho mình. Cảm ơn nhãn hàng Maspeoke sản phẩm Roke, bổ sung vitamin và khoáng chất cho phụ nữ chuẩn bị mang thai và cho con bú, đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, kính mời quý vị cùng quay trở lại chương trình với chị Mỹ Hạnh. Xin được cảm ơn chị Mỹ Đại và chuyên gia của chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của tạp chí Sức Khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp của những người lính khoác trên mình nhiệm vụ của người thầy thuốc. Xin mời quý vị hãy ghé thăm Bệnh viện Quân y 175. Bệnh viện Quân y 175 là một bệnh viện đa khoa tuyến cuối của quân đội. Chức năng chính của bệnh viện thì tham gia cấp cứu, điều trị và chữa trị cho cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng quân đội. Và ngoài ra thì còn tham gia một số cái nhiệm vụ liên quan đến chính trị của đất nước. Hiện nay thì cái công tác cứu chữa biển đảo là đã được không chỉ ở trong bệnh viện mà được phổ rộng trong tất cả cả nước. Và ở bệnh viện em đã cứu chữa được rất nhiều các ngư dân, rồi cán bộ chiến sĩ khi gặp nạn. Và bệnh viện cũng đã có những chuyến bay đi ra ngoài biển đảo để cứu chữa một cách kịp thời và không thể tính bằng thời gian, kinh phí. Và đây là nói về tinh thần trách nhiệm của bệnh viện đối với hướng về biển đảo.
về những người mà đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vùng trời. Mặc dù là đơn vị của quân đội nhưng cũng nằm dưới sự quản lý của Bộ Y tế thì sẽ cố gắng xây dựng lực lượng cũng như xây dựng cơ sở vật chất để san sẻ cái trách nhiệm cho những cái bệnh viện xung quanh của thành phố. Thì đã mở rộng ra một bệnh viện đa khoa 1.500 giường kèm theo một viện chấn thương chỉnh hình 500 giường nữa. Viện chấn thương chỉnh hình nó là một viện ngoại khoa về chấn thương nằm trong bệnh viện và một trung tâm ung bướu để san sẻ trách nhiệm cho bệnh viện ung bướu của thành phố, mang lại sự sống cho bệnh nhân và bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn trở lại với lại cuộc sống. Thì đấy là mong muốn lớn nhất và chúng tôi luôn phấn đấu để đạt được cái mong muốn, cố gắng để làm sao trau dồi kiến thức và có thể là mang lại những cái hạnh phúc đến với lại bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thì đấy là ước nguyện của bản thân tôi. Sáng về đức, sâu về lý, giỏi về kỹ thuật và vững về nghiệp, bệnh viện quân y 175. Khi bệnh nhân điểm vào viện ấy thì anh ấy là một cái trong một cái hoàn cảnh là gần như là anh đã ngưng tuần hoàn. Đấy, tình trạng rất nặng. Và nếu như mà chúng ta mà không rất quyết tâm, rất quyết liệt thì có lẽ là buông tay. Thì bệnh nhân này thì người ta cũng như là tử vong ở ngoài bệnh viện rồi. Nhưng mà vô khi vô bệnh viện thì gia đình cũng không có điều kiện kinh tế. Trước mắt bằng mọi giá phải cứu bệnh nhân cái đã. Cái chuyện nghèo thì chúng ta tính toán sau. Dù biết rằng khả năng tử vong cao nhưng mà còn một le lói một chút xíu tia hy vọng cũng cố gắng. Tất cả các bác sĩ chúng tôi đã tập trung vào cứu bệnh nhân và với tất cả các cái, một là cái tình thương của mình đối với bệnh nhân, với cái trách nhiệm của mình đối với người bệnh nhân. Việc thứ hai ấy, là với trình độ khoa học kỹ thuật và với cái trình độ hiểu biết của bác sĩ. Mà khi mà giờ là nhìn lên hình ảnh tổn thương mạch vành thì khả năng đó, tôi tin đó là làm xong thì có khả năng bệnh nhân sẽ phục hồi, nhưng mà bệnh nhân sẽ sống đời sống thực vật. Nhưng mà ngoạn một cái là sau đó bệnh nhân phục hồi là luôn cả về cái tri thức, tri giác bệnh nhân. Khỏe không anh? À, khỏe anh. Khỏe. Anh Điểm ăn được cơm không? Ừ, có. Chồng em vui, mừng thì em cũng khỏe lại như chồng vậy. Em cũng rất là cảm ơn bác sĩ ở đây đã tận tình giúp đỡ cho chồng em vừa qua để sống lại với em. Nếu như mà chồng em không sống thì em chắc là em cũng không có sống được. Là bác sĩ ở đây cứu một mạng người cũng giống y như cứu hai mạng người vậy. Người thầy thuốc thì hãy cố gắng hết lòng vì bệnh nhân, tận tâm vì bệnh nhân, cứu chữa cho họ. Một cái người làm nghề y tốt ấy, nó phải có ba yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất ấy, là yếu tố là phải có hiểu biết tốt, phải có trình độ cao. Thứ hai ấy, thể hiện được cái trình độ cao của mình, nó đưa vào trong cuộc sống để cho bệnh nhân nó ủng hộ mình. Và cái thứ ba là cái ý đức của người thầy thuốc. Thế ba cái nó phối hợp với nhau, nó làm cho cái kết quả điều trị, cái kết quả mà khám chữa bệnh của mình nó thành công. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được khép lại tạp chí Sức Khỏe kỳ này. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.